Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp đợp trên nóc nhà, cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi. Lúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể cực gấp đôi. Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè giờ chẳng còn thường xuyên. Sáng đi làm bảo vệ, tối làm sườn in áo để in cho con những bình yên, và in cho con những giấc mơ đầu đời, tô thêm mây và nắng mai. Dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ chắc chắn tay, vì cha đã có một thằng con như con bằng học sinh giỏi tiểu học, chỉ đi khoe cấp sớm năm cấp 2 rồi năm cấp 3 với những chuyện công vỡ trong căn nhà cấp 4. Lên đại học chạy ngang chạy dọc, nhưng mà cha vẫn không ngừng cấp vốn. Cảm ơn vì những lần mắng và chửi với những lời nhắn, và gửi để câu phiêu lưu khắp trốn. Cha ơi, chẳng kể có nghe điều cha tiếc nuối, điều lo trôn giấu khi đã mãi quên đam mê đời mình. Để con nó ấm cho chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lời cha dẫn bước mở rộng tim. Tôi đã từng ghét cha của mình, không như bao người khác. Ông giành lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lười nhác. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm, chấp nhận sống cúi đầu và không lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu rồi chưa được ngồi xuống, đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm. Có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này đang xoay nhanh hơn thời gian, luôn là bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy những cái nắng chưa vàng sậm, ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh. Gửi một lời cảm ơn tới phía bên kia màn ảnh, hơn cả mây ngàn xa tít đăng núi cao, Sài Gòn quận 8 che đi những cơn bão. Tuy là không sống cùng thời, nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời. Không thể nói dùng lời, và hôm nay con lại viết thêm bài hát dành cho đứa con của con. Sau này dục ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy, thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù con có thất bại hay thành công, dù là mưa sông hay là nắng cháy, ngã rẽ hay là những bông xoay, bão tố hay là những bông ba, thì cha sẽ mãi là. Vì sao cha ơi, chẳng hề con nghe điều cha tiếc nuối. Trong dấu khi đã phải quên đam mê đời mình, để con nó ấm cha chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lại cha dẫn bước mở rộng tim con. Bao dung như cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời, chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao, sao cha không ở cùng con lâu hơn. Con nợ cho mẹ một lời xin lỗi, và hip hop nợ cho mẹ một lời cảm ơn. Peace. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.